giải mã tri kỷ, nơi tình bạn, tình yêu, tình tri kỷ được thử thách. Liệu họ đã hiểu hết những tính cách và sở thích của nhau? Bộ phim Tú Vi tham gia mà Văn Anh thích nhất, Bếp Hát với Quả Tim Máu. Quả Tim Máu đóng có mười mấy phân đoạn rồi, trời ơi trời, đánh giá con ma. Thì vai đó em đẹp. Thì vai đó em đẹp. Chồng mình quyết định giữ thì tóc nó sẽ dựng lên, đúng không? Răng thì nhe ra. Bạn đang tả chồng hay là tả... Yêu quá vậy. Yêu quá vậy. Những lời cảm ơn và xin lỗi chạm đến trái tim. Nhiều khi em nghĩ là nếu như anh... anh lấy một người vợ khác à, đảm đang hơn. Em đến với anh là cái điều mà tuyệt vời nhất từ trước đến giờ trong cuộc sống của anh rồi. Cảm ơn em đã tạo cho anh một cái mái nhà hạnh phúc, cái nơi để mà anh dừng chân ngựa quan. Anh yêu em. Dạ. Đón xem giải mã tri kỷ được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mời quý vị khán giả đón xem